Quang Hải nói gì khi ghi bàn giải cứu Bao FC? Quang Hải chia sẻ cảm xúc với truyền thông sau khi ghi bàn giúp Bao FC giành một điểm trước Rodez tại vòng 11 League 2. Sáng nay, mùng 9 tháng 10, Quang Hải vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu giữa Bao FC với Rodez tại vòng 11 League 2, phút 78. Thời điểm Hải còn vào sân, Bao FC đang bị đối thủ dẫn 2-1. Đúng 8 phút có mặt trên sân, Quang Hải đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Bao FC. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ sinh năm 1997 cho đội bóng nước Pháp ở League 2 mùa giải năm nay. Trả lời phỏng vấn của tờ La Red de Pyrenees sau trận đấu, Quang Hải cho biết nhận được sự tin tưởng từ huấn luyện viên trưởng là nguồn động viên to lớn đối với tôi. Sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia, tôi luôn nghĩ rằng mình có động lực mới. Từ đó, tôi sẽ cải thiện phong độ, sự thích nghi để đóng góp vào thành tích chung của đội bóng. Chia sẻ cảm xúc về bàn thắng đầu tiên cho Pau FC ở League 2, Quang Hải cho biết bàn thắng này có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Nó sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực để tôi cống hiến và nỗ lực hơn nữa để đóng góp cho Pau FC. Quang Hải không chiếm được suất đá chính ở Pau FC, nhưng với bàn thắng này, tiền vệ người Việt Nam ít nhiều ghi điểm trong mắt ban huấn luyện. Nếu tiếp tục nỗ lực, cố gắng, Quang Hải có thể sẽ được sử dụng nhiều hơn trong thời gian tới.